vào lúc 15 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2024 tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã chủ sự nghi thức ra mắt và chúc lành cho văn phòng tư vấn hôn nhân và gia đình. Văn phòng tọa lạc tại phòng 101, tòa nhà các thánh tử đạo, 40 phố nhà chung Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện diện trong buổi ra mắt văn phòng có cho trưởng ban mục vụ hôn nhân gia đình Tổng giáo phận Du Xe Trần Văn Đoạt, cho phó ban mục vụ hôn nhân gia đình Du Xe Phạm Hoàng Huy, quý cha đặc trách Ủy ban mục vụ gia đình Bảy Giáo Hạt. Sơ Teresa Nguyễn Thị Kim Hiển, dòng mê thánh giá Hà Nội, thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình. Quý sơ chuyên viên tâm lý, quý anh chị em cộng tác viên luật sư, bác sĩ, tâm lý giáo dục và quý anh chị em nhân viên văn phòng. Mở đầu giờ nghi thức, cha trưởng ban du xe đã giới thiệu sơ lược, mục đích và quá trình hình thành văn phòng, thời gian biểu, nhân sự đến Đức Tổng thống tổ Mục du xe, quý cha và các thành phần hiện diện. Trong tâm tình mục tử, Đức Tổng thống tổ Mục Du Xe bày tỏ niềm vui vì văn phòng đã chính thức được ra mắt. Đây cũng chính là nguyện vọng mà ngài đã ấp ủ từ lâu. Khi văn phòng đi vào hoạt động, ngài mong ước nơi đây sẽ trở thành một không gian mở cho nhiều người được đến đây để tìm hiểu hoặc được giải tỏa những điều khúc mắc trong đời sống hôn nhân. Ngài cũng hy vọng có được sự cộng tác đắc lực đến từ các chuyên viên để các vấn nạn trong đời sống hôn nhân sẽ được giải quyết tốt hơn. Cách riêng, Đức Tổng giám mục Du Xe ước mong các lớp giáo lý hôn nhân sẽ có sự đồng hành của các chuyên viên về tâm lý, giáo luật, sức khỏe sinh sản, vân vân trong các buổi học sau cùng đức tổng giám mục đã cùng quý cha quý sơ các chuyên viên và nhân viên văn phòng đọc kinh dâng lời nguyện chúc lành và phó thác cho chúa qua sự bầu cử của đức mẹ nói về mục đích của việc ra mắt văn phòng tư vấn Cha trưởng ban mục vụ hôn nhân gia đình Tổng giáo phận Du Xe Trần Văn Đoạt đã cho biết. Văn phòng của Ủy ban mục vụ gia đình thì với hai cái mục đích. Thứ nhất đó là văn phòng sẽ triển khai các chương trình mục vụ cho gia đình của Tổng giáo phận. Cái thứ hai nữa là tổ chức các cái buổi tĩnh tâm, rồi các cái khóa hội thảo chuyên về đời sống đức tin, về luân lý, về tâm lý cũng như là các lĩnh vực khác. À, về văn phòng thì mục đích thứ hai đó chính là văn phòng tư vấn thì văn phòng tư vấn sẽ à, tư vấn cho à, các cặp gia đình đang có những cái khủng hoảng về đời sống hôn nhân à, tư vấn cho các bạn trẻ à, chuẩn bị à, à, tiến vào đời sống hôn nhân gia đình à, cũng như là những ai có nhu cầu những gia đình mong muốn học hỏi thêm đào sâu thêm về các à, vấn đề về giáo luật về đức tin, về luân lý và tâm lý cũng như là giáo dục chuyên biệt cho con cái. Ước mong văn phòng tư vấn được ra mắt sẽ trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai đang gặp khó khăn và loay hoay với những khúc mắc trong đời sống hôn nhân gia đình.